Ủa, Trang, mày kêu tao qua đây làm gì vậy? Để coi vậy giấy cái sợ gì của bố chị. Ê, nói tiếng Việt cùng tao một cái đi. Tao có bồ rồi. Ờ, bạn với tao xin đâu. Mày kiếm đâu ra vui vậy, nhìn chất lượng quá vậy, nhìn nó ngon phết nhờ. Bạn với tao á, là... Anh sao vậy? Vậy Covid, cắt đứt. À, cái nút nào, cái cơ rồi. Để xem, đặt sửa cho, để xem. Alo, tôi đi chạy sửa tiền rồi. Tới rồi ạ. Ok, ra liền. Trời, cái gì mà là có trà sữa liền vậy? Ở đâu ra mày kiếm con ghẹ giàu vậy? Lúc mà tao tán thì tao không biết đâu. Nhưng mà sau khi yêu nhau thì tao mới biết là con của đại gia á. Đến siêu hoa luôn. Đại gia chứ chắc cũng không giàu hơn nhà tao đâu. Anh yêu, em mua trà sữa nè. Mày nhau là tao tức ghê, tức cái nèo. Tưởng được mời qua bên đó anh mình chán uống miếng nước. Cuối cùng nó phải bồ. Mà bồ dầu đúng. Nó hên thiệt á. Mà không biết chừng nào mình có mới có bồ ha. Ừ. Không. Để mà nói mình có bồ á thì tao nó muốn lúc nào cũng có đó. Có mày thôi. Do mày hơi nghèo. Nghèo. Ai cho mày nói vào đó. Cút ra ngoài. Không có ai vậy? Tao đây nè. Oh shit. Người trong cái chuyện này. Đôi mơ nên tao muốn có vợ giàu à. Vợ giàu hả? À, cũng muốn. Ủa sao im ghê vậy? Giờ mày có muốn bảo bối gì cho tao tán được gái không? Trời ơi mày biết mấy cái bảo bối mà. Tán gái nè. My bread nè. Thâm nhập tâm trí á là cắn của thế kỷ 23 không? Mấy thằng bảo vệ biết là bắt chết luôn á. Ủa? Còn không á, mày biến Suka thành người giàu đi. Rồi tao xong rồi tao cưới Suka, xong rồi tao được hưởng ké luôn. Đôi khi tao thấy mày hơi nhanh trí. Nhưng mà sao nay mày ngáo người quá vậy? Tự nhiên mày biến Suka giàu, xong rồi mày cưới nó. Rồi hóa nay mày đi ở rể không? Tại sao mày không biến mày giàu, xong mày cưới nào để được? Ờ ha, lỗi thằng thiếp. Ủa nhưng mà giờ mày biến tao giàu được không? Ê, này chú. Tao ở đây á, là để hướng dẫn mày thành một người tốt. Không phải là để cho mày biến thành người giàu rồi mày đi phá làng phá xóm. Mày có biết là sinh ra trong một gia đình nghèo không phải lỗi của mày. Đúng rồi. Nhưng gì? Lấy một cô vợ nghèo là lỗi của mày. Thế nên tao có một bảo bối có thể giúp mày vượt qua được hoàn cảnh này. Đó là kính soi tiền. Kính soi tiền. Khi mày đeo kính này vô á, mày có thể thấy được tài sản của người khác. Tha hồ đi lựa vợ giàu luôn. Gì mà tuyệt vời quá vậy? Wow. Ủa? Kiếm mày bị hư hả Doraemon? Sao tao nhớ tao tiết kiệm được 1 triệu mà sao ở đây không đồng vậy? Ê, khoan, tao có thể giải thích. Cái tiền đó là tiền tao tiết kiệm mấy tháng trời luôn á chú. Trời ơi, coi như là tiền thôi bảo bố đi. Thôi giờ đang ngồi kiếm vợ giàu nè. Ủa rồi mày tới có chuyện gì không? Hôm nay tao có một cái việc mà tao nghiêm túc muốn nói cho tụi bay nè. Việc gì vậy? Đâu, mới mua được cái đồng hồ Montblanc phiên bản Limited Flexing Everyday trị giá xém gần 1 tỷ. Ừ, mày thấy không? Đây là một phiên bản mà cập nhật mà. Không biết quá trời. Chứ cô có giàu như thế nào không? Mày muốn lấy chiếc ra thử không? Ui, 1 tỷ thiệt rồi. Wow, giàu riêu. Ủa mà sao xe cô có không đồng vậy? Chà, biết vì sao không? Vì bố mẹ nó giàu chứ nó không giàu. Bạn tôi ơi, bạn lo bề ngoài khoe của để làm gì? Mọi người đều có một cái cục như nhau mà. Hãy khiêm tốn lên bạn nhé. Dạ con nghe mà. Sao mẹ mới chuyển khoảng 10 triệu vô tài khoản con ăn sáng hả? Con cảm ơn mẹ. Dạ. Cảm ơn Mita. Ôi tao quê như mày luôn á. Nhưng mà không sao, tao đã có một bảo bối kết thể giúp mày. Đó là thẻ Visa fake 100 tỷ. Thẻ Visa 100 tỷ là gì? Cái thẻ này giống như nước hoa á, xuất nước hoa
mày thơm mùi nước hoa. Còn cái thẻ này, nó sẽ giúp cho mày tỏa ra một mùi thơm của tiền 100 tỷ. Thôi, cái này là bị mấy chú bảo vệ là bắt lú đầu luôn á. Mùi gì đẹp trai quá ta. Ê Nobita, mày gia nhập hội Rikki cho chúng tao đi. Ê, khoan, cho tao gia nhập hội Rikki làm cái vlog với. Thôi, mày mùi nghèo lắm, mày ở nhà đi. Mày lấy tiền 1 triệu của tao mày đi mua bánh rán ăn đi. Trên bro, mày cho con bé mày 1 triệu ăn bánh rán luôn bro. Hơi ít á. Ok, let's go. Nobita, mày không thể nào khinh thường người nghèo được. Ê, khoan, hình như cái mục đích là tao đi kiếm vợ. Thôi tụi bay chơi trước đi, tao đi về đây. Rồi, chơi tiếp. Nobita, nay nhìn được cháu vậy? Cho tao đi chơi với. Là thấy hơi nghèo á. Hơi nghèo thì không có tiền chơi chung đâu. Đồng xấu quá vậy. Úi cha. Tiếp em. Bỏ ra coi, mày lần nào vậy? Ủa cái thẻ đâu rồi? Ê Seiko, cho tao gia nhập vậy hội người giàu được không? Không có tiền, cút. Đôi mọi nơi à. Mày mất thẻ rồi mà. Mất thẻ rồi. Tao mày còn là bạn không? Còn cái gì? Ăn đi con. Trời, con cảm ơn chú nha. Đói cho sạch, rách cho thơm. Làm người phải có tình thương với nhau chứ. Trời, trước giờ mình mãi đi theo vật chất nhìn bề ngoài không à. Mình quên mất là mọi người đều có lòng tốt á. Giờ là mình phải về xin lỗi đôi mò rồi. Thì cả quá tốt luôn á. Ủa nhưng mà sao chú có cái hào quang 100 tỷ vậy? Ê Nobita Doraemon, qua nhà tao nhờ xíu coi. Surprise Black Vice. Ngày mai coi tiếp.